Chào mừng các bạn quay lại với Fastcare Channel. Trên tay mình hôm nay đang là một trong bộ 3 series Samsung S20. Và phiên bản này là chiếc Samsung S20 thông thường. Và chiếc máy này nó là phiên bản màu hồng, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Và chiếc máy của chúng ta đây thì nó đã bị vỡ cái mặt kính bên ngoài rồi, thì nó vỡ ngay cái cạnh này và nó cũng vỡ lan ra ngoài màn hình một chút. Và những trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ phải thay thế một cái mặt kính nha các bạn. Vì trên chiếc máy này thì nó vẫn hiển thị cũng như là cảm ứng vẫn hoạt động bình thường. Ở đây thì mình sẽ vào cái mã test để kiểm tra chính xác cho các bạn xem. Tuy là các flagship cao cấp hiện nay thì chúng thường thường được trang bị những cái mặt kính cường lực rất là tốt này, nhưng mà nó sẽ không tránh khỏi được những cái pha rơi rớt và va đập mạnh. Thì những cái trường hợp rơi rớt và va đập mạnh như vậy thì những cái cạnh kính của chúng ta sẽ bị vỡ và nó sẽ dẫn đến hậu quả như thế này. Và để khắc phục được cái tình trạng vỡ mặt kính trên chiếc Samsung S20 này thì chúng ta phải bắt buộc thay thế một cái mặt kính mới. Và rồi, không để các bạn phải đợi lâu nữa thì bây giờ mời các bạn cùng đi vào xem toàn cảnh để thay một cái mặt kính mới cho chiếc Samsung S20 này nó như thế nào nhé. We'll be right back.
Và vừa rồi thì các bạn cũng đã xem xong toàn bộ các cái bước để thay thế một cái mặt kính mới trên chiếc Samsung S20 này. Và bây giờ thì chiếc máy nó hoàn toàn bình thường, dường như là chưa có chuyện gì xảy ra với chiếc máy này cả. Bây giờ mình cũng sẽ kiểm tra lại các chức năng cảm ứng ở trên chiếc máy này, xem là sau khi thay mặt kính thì nó có ảnh hưởng gì hay không. Và đấy, như các bạn thấy thì nó hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra sau khi nó được thay một cái mặt kính mới. Và nếu như chiếc máy của bạn đang gặp phải những trường hợp vỡ mặt kính như trên chiếc Samsung S20 này thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Fastcare để được tư vấn và hỗ trợ nhé, cũng như là để thay một cái mặt kính mới cho chiếc điện thoại của các bạn. Đây thì mình cũng sẽ kết thúc video lại nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu cần được hỗ trợ thì các bạn hãy liên hệ ngay hotline 1800 2057 để được tư vấn miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.